Mùa lạnh đến rồi, chị em mà ai có những cái dấu hiệu là lạnh bàn chân, hay sợ lạnh, hay dùng mình sợ lạnh, hay lạnh xương sống, hay lạnh tê đùi tê chân ấy, thì ebook cho em nhé, để em sẽ hướng dẫn cách mà mình để mà trục hàn ra khỏi cơ thể này, cào hàn trừ thấp này, và cách mà để mà mình không hay bị nhiễm lại nữa nhé. Nhiễm hàn quá thể. Đây là mọi người nhìn, đây là đôi chân của mình ạ. Mình không để ý đến mình đâu. Mình làm cho mọi người, nhưng mà cứ nghĩ là mình cũng không bị sao. Thế hôm qua thì đi đá ma về thì thấy chân này, tay nó cứ mỏi. Mỏi thì tối hôm qua mình đã cạo thì nó cũng đen vừa vừa thôi, nhưng mà hôm nay thì mới thấy là cái khủng khiếp là đen này. Các bạn là bạn nào mà đang có những cái dấu hiệu là nó bị nhức mỏi bàn chân này, hay là các bạn mà có những cái dấu hiệu là bàn chân nó hay bị lạnh, cơ thể thì nó hay mỏi mệt đấy, là mọi người ngắm hộ mình xem là cái chân nó có khủng khiếp đến mức nào. Lùn đen chưa có hồi kết luôn. Đây á, cái cây bạc này nó có tính năng là hút độc ra rất là tốt. Đùn bằng mọi cái thì không sao, nhưng mà đùn bằng cái cây bạc này nó lên khủng khiếp thật. Những cái hôm mà nó khỏe thì đùn, thế thì đùn nữa nó cũng không dây. Nhưng đến hôm nay nó đau người một cái là nó là khủng khiếp như thế này đây. Chào Nguyễn Văn Nam nhé. Hai sáu sáu mươi. Có ai có cái đôi chân giá trị như chân mình chưa? Cho nên là mới biết là khi đi đá ma nó mới nhiễm lạnh khủng khiếp thật, nhiễm âm vô cùng. Cho nên là những người mà đang có cái trạng thái mà ví dụ hay bị đau ốm ấy, đi về thì nó càng ốm lên. Đấy là một cái hình thức là nó nhiễm hàn, nhiễm âm đấy. Mặt ngoài này chắc không bị mấy. Nào thì cái thấy sợ chưa? À, mà có muốn trừ hàn trục thấp thì đến mình làm cho nhá. Cái nhẹ nhẹ bưng cái chân này đang nhức nhối như vậy mà làm xong nhẹ nhẹ đi. Cứ bảo vì sao mà cái chân nó có nặng chình chịch, nó khó chịu buồn bực. Đưa chân lên này, chắc người ta sợ là chạy mất dép luôn. Duy Anh ơi, ra mà xem cái chân của mẹ này. Tắm chưa? Nó vẫn thấy tức ở cái cổ chân này, nó tức lắm. Còn luôn luôn khả năng còn không bị màu nhiều như thế này.
Thôi, mọi người ngủ đi.